Điên hả? Người đã ở phòng khách rồi. Được. Tiểu thư, uống chút nước đi. Hiện giờ cha mẹ Lâm Trí đã trở về, dù gì cũng xem như có người chăm sóc cho tỷ ấy. Tuy số Lâm Trí khổ, nhưng tỷ ấy có thể quên hết tất cả, cũng xem như là trong quả có phúc. Ta chỉ lo tình trạng tỷ ấy không ổn định. Tiểu thư đã chẳng phải gửi thư mời trưởng tôn tiên sinh tới rồi sao? Có trưởng tôn tiên sinh chăm sóc, chắc cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Có những lúc ta nghĩ, nếu như ta cũng có thể quên đi hết tất cả thì tốt rồi. Ta lại nghĩ lung tung rồi. Thù nhà chưa báo, sao ta có thể chỉ nghĩ cho bản thân? Tố Từ, đi xem thử đi. À, mau vào đi. Tố Từ, muội ra ngoài canh chừng. Tham kiến nương nương. An công tử bảo tiểu nhân tới gặp nương nương. Người của công tử đã tìm thấy Thẩm An công tử rồi. Thật sao? An Nhi đang ở đâu? Nhưng công tử vẫn chậm hơn Quảng Bình Dương một bước. Phải nhìn người của Quảng Bình Dương phủ dẫn người đi mất. Cái gì? Đây chính là Thẩm An à? Đây là An Nhi sao? Phong Sinh Y, sao để ý lại như vậy? Chắc do trước đây Thẩm An công tử bị cú sốc quá lớn, không chịu nói chuyện và cũng không cho người khác lại gần, cứ trốn như vậy. Đứa trẻ này quá khổ rồi. Lúc đó hơn 20 mạng người của Thẩm gia đều bị hại, chỉ một mình Thẩm An thoát khỏi cái chết. Tận mắt nhìn thấy người nhà của mình phải chết thảm, chắc là đã chịu đả kích không nhỏ. Điện hạ, chuyện của Thẩm gia, thuộc hạ luôn có một chuyện vẫn chưa hiểu. Là chuyện gì? Hôm đó chúng ta phái không ít người đến Thẩm gia, chỉ có Hà Linh Y thoát thư trở về, những người khác đều bị tiêu diệt hết. Lẽ nào người của đối phương phái đến đều là cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ? A Kỳ Na nói là người bên cạnh đệ. Lẽ nào người này là của Quảng Bình Dương phủ sao? Điện hạ có từng nghĩ tới một khả năng khác? Người giết họ không phải kẻ địch mà là người quen. Như vậy có thể giải thích tại sao hiện trường không có dấu vết tranh chấp, bởi vì vốn dĩ không hề có đề phòng. Không phải cao thủ gì hết, mà là có nội gián. Nội gián? Ý của điện hạ là? Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, hình như chuyện nào Hà Linh Y cũng không tránh khỏi can dự. Thẩm An lúc đó trốn được, nói không chừng để ý đã nhìn thấy gì đó. Nhưng Thẩm An công tử bây giờ không nói không rằng, chúng ta có thể hỏi được gì chứ? Chỉ có thể để đứa trẻ này chịu khổ một lần. Dẫn Hà Linh Y qua đây. Dạ.
An Nhi, đừng sợ, huynh sẽ không hại đệ đâu. Huynh đưa đệ đi tìm tỷ tỷ có được không? Nè, tiểu thư, sao rồi? Nghe ngóng được rồi. Các chị dễ nói, hôm nay Phong Sinh Y đích thực có dẫn về phủ một thiếu niên. Nghe bọn họ miêu tả, chắc chắn chính là tiểu thiếu gia rồi. Vậy bọn họ đã dẫn An Nhi đi đâu chứ? Chắc chắn còn ở trong phủ này. Tố Từ, chúng ta mau chóng chia ra đi tìm. Mau lên. Ừ. Nè An Nhi, ăn nhiều một chút. Điện hạ, An Nhi, tránh ra, để bình tĩnh đi. An Nhi, là quân. An Nhi, là tỷ đây. Tỷ đây mà. An Nhi, là tỷ, mau đứng lên. An Nhi, tỷ cuối cùng cũng tìm được đệ rồi. An Nhi đừng sợ, tỷ ở đây. Tỷ ở đây. Tỷ lo chết đi được. An Nhi, mau để tỷ xem. Đã lâu như vậy, đệ đã đi đâu vậy? An Nhi, sao vậy? Sao vậy? Giết rồi. Giết rồi. Sao vậy? An Nhi à, giết người. An Nhi đừng sợ, tỷ ở đây. Tỷ ở đây. Giết người? Ai giết người? Nói tỷ nghe. Ai giết người? Để nói tỷ nghe đi. Đích thực là cô Hà Linh Y, là cô giết chết cả nhà Thẩm gia ta. Nương nương, sao người nói vậy chứ? Nếu như không phải là cô, sao An Nhi lại sợ hãi như vậy? Vì sao để ấy chỉ cô chứ? Lý Thục Mội là chàng sai khiến Hà Linh Y. Bây giờ chàng còn gì để nói nữa chứ? Ta thật không ngờ, không ngờ chàng lòng dạ độc ác như vậy. Thẩm Trân Châu, nàng vốn dĩ không có bằng chứng. Cho dù Hà Linh Y đến thẩm phủ, cho dù Hà Linh Y giết người, vậy thì đã sao? Bổn vương sai người đi bảo vệ Thẩm gia. Hôm đó Hà Linh Y cũng bị thương nặng, liều mạng mới thoát ra được. An Nhi nhìn thấy Hà Linh Y thì có gì kỳ lạ? Ngược lại là nàng, bổn vương nhiều lần nhắc nhở nàng không được có bất cứ qua lại nào với phụ tử An Thị, nếu không sẽ không tha cho nàng. Nhưng hôm nay nàng đã làm gì? Mau dẫn lên. Quỳ xuống. Nương nương, nương nương cứu ta. Không ngờ Quảng Bình Dương phủ ta lại có tai mắt của An Khánh Từ ra trộn vào được. Chàng muốn làm gì? Đừng làm khó hắn. Trước mắt là nên quan tâm tới an nguy của mình đi. Người đâu? Có. Đưa Thẩm Nhụ Nhân ra ngoài, chăm sóc thật tốt. Không có mệnh lệnh của bổn vương, không cho phép cô ấy đi bất cứ nơi nào. Dạ. Lý Thục, chàng làm như vậy thật là quá đáng. An Nhi, An Nhi, An Nhi, An Nhi, buông ta ra. An Nhi, Hà Linh Y. Dạ. Người lùi xuống trước đi. Dạ. An Nhi,
đưa An Nhi về phòng, chăm sóc tốt cho đệ ấy. Dạ. Điện hạ, lúc nãy sao người không giải thích với nương nương, ngược lại còn nhốt lại nữa. Trước khi Hạ Linh Y lộ ra đuôi hồ ly của cô ta, chúng ta tuyệt đối không thể bước dây động rừng. Bây giờ Trân Châu vẫn chưa biết sự thật, ta sợ nàng ấy vì nhất thời manh động làm ra chuyện gì. Bây giờ nhốt nàng ấy trong nội viện ngược lại càng an toàn. Bắt đầu từ bây giờ, giám sát Hạ Linh Y, không thể để cô ta giở trò nữa. Điện hạ, cô ta đến chưa? Thuộc hạ thất trách, để cô ta chạy mất. Không biết điện hạ đêm khuya tới thăm có việc gì? Gần đây trong phủ không được an ninh, bổn vương đến để nhắc nhở ngươi hành sự phải cẩn thận một chút. Dạ, thuộc hạ nhớ rồi. Điện hạ, cô ta rất cẩn thận, bổn vương không có được chứng cứ gì. Có lẽ tối nay ám sát Thẩm An chỉ là một trận thăm dò. Có thể cô ta sớm đã biết bổn vương nghi ngờ cô ta. Cho dù thế nào, giữ Thẩm An lại trong phủ cũng thực sự quá nguy hiểm. Vậy điện hạ dự định thu xếp cho Thẩm An công tử như thế nào? Hiện nay tâm trạng của Thẩm An rất không ổn định, để ấy vốn không thể giao tiếp bình thường với người khác. Bổn vương đang định để Mộ Dung Lâm Trí chữa trị cho để ấy, hay là đưa An Nhi đến Mộ Dung phủ tịnh dưỡng đi. Cả nhà Mộ Dung và Thẩm gia trước giờ thân thiết với nhau, chắc sẽ bảo vệ tốt cho Thẩm An công tử. Ngươi lập tức đưa An Nhi đến Mộ Dung phủ, nhưng không thể để bất cứ ai biết chuyện này. Dạ. Mở cửa, mau mở cửa. Hãy mau mở cửa đi. Thả bận tay ra. Mở cửa chưa? Mở cửa ra đi. Ta mở cửa để đệ ta có nghe thấy không? Hãy mau mở cửa. Mở ta cửa chứ. Ra ngoài. Mở cửa, nhìn lên. Thẩm Trân Châu, ngày thường cô được sủng ái ra sao, vậy mà cũng có một ngày bị dứt bỏ trong lãnh cung này ha. Đáng tiếc quá, cảnh xuân đầy dương nè. Thôi Thái Bình, sao mà ở đâu cũng có cô ta vậy? Rồi. Ê là lần này còn phải cảm ơn cô ta đến đúng lúc. Thôi Thái Bình, cô có gì đáng đắc ý chứ? Không ngắm cảnh xuân một hai ngày cũng đâu có gì to tát. Sau này thời gian ta và điện hạ cùng ngắm cảnh xuân, cảnh thu, cảnh đông còn nhiều lắm. Thẩm Trân Châu, việc tới nước này rồi mà cô còn dám cứng miệng, dám trực tiếp gọi tôn danh của bổn phi, đúng là gan người lớn thật. Tố Từ, ta nghĩ cách dụ cô ta mở cửa, chút nữa tùy cơ ứng biến. Ừ. Bổn phi là dương phi chính thức trong dương phủ này, còn ngươi là cái thứ gì? Bổn phi có quý phi nương nương chống lưng, dù bổn phi phạm lỗi cũng sẽ không giống như cô, một lần lại một lần bị nhốt. Ta bị nhốt ở đây chẳng qua là tạm thời vài ngày thôi. Cho dù mấy ngày nay ta không ở bên cạnh điện hạ, cô cũng đừng hòng có được trái tim điện hạ. Cô chẳng qua là một dương phi hữu danh vô thực, có gì giỏi giang đâu. Dương phi dừng bước. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu sao? Trong lòng của điện hạ chỉ có ta. Cô vừa ngốc, tính tình nóng nảy, điện hạ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô. Thẩm Trân Châu, ả tiện nhân này, mau mở cửa cho ta. Điện hạ có lệnh, thuộc hạ không dám không nghe. Người... Dương phi, đừng chọc tức điện hạ nữa. Thôi Thái Bình, ta còn tưởng rằng cô cái gì cũng dám, chẳng qua là lớn tiếng kêu gào thôi.
Ngay cả thị vệ trong phủ cũng không nghe cô. Đúng là trò cười. Dương Phi, bổn phi kêu các ngươi mở cửa. Các ngươi không để bổn phi trong mắt đúng vậy không? Các ngươi không biết cửa cửa của bổn phi là ai hả? Dì của bổn phi là ai biết không? Mau mở cửa cho ta. Dạ, Dương Phi. Dương Phi, nhanh lên, nương nương, nương nương, nương nương, nương nương, nương nương, lùi xuống hết đi. Dạ, dạ. Quảng Bình Dương điện hạ, chàng thắng rồi. Thiếp không đấu lại chàng. Chàng không phải muốn tính vật kia của Độc Cô Gia sao? Ta có thể cho chàng. Chỉ cần chàng đừng làm hại An Nhi là được. Ta xin chàng, ta xin chàng tha cho An Nhi đi. Tất cả những gì ta làm trong lòng của nàng đều là dở thủ đoạn để cướp tính vật kia, có đúng không hả? Tấm lòng của ta nàng hoàn toàn không nhìn thấy, hoàn toàn không để ý sao? Tấm lòng của chàng đối với thiếp, thiếp lúc nào cũng tin tưởng. Nhưng bây giờ tất cả chẳng qua chỉ là một trò đùa. Được, vậy ta sẽ để nàng nhìn rõ trò đùa này. Mộ Dung Lâm Trí đã chữa khỏi cho Thẩm An, bây giờ nàng hãy cùng ta đến trước mặt Thẩm An đối chất đi. An Nhi. An Nhi. Đệ tử. An Nhi, đệ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Quảng Bình Dương điện hạ, tuy đệ đệ ta sống khép kín nhưng trí nhớ rất tốt. Chỉ cần là chuyện đệ ấy từng nhìn qua hoặc nghe qua thì tuyệt đối không nhớ nhầm. Nếu chàng thực sự không hổ thẹn với lòng, dám đối chất với chúng ta không? An Nhi, hôm đó Thẩm gia chúng ta gặp quả diệt môn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc để nhìn thấy cái gì? An Nhi, đừng sợ, đừng sợ. Nói tỉ tỉ nghe, đệ còn nhìn thấy gì nữa? An Nhi, đừng sợ, đừng sợ. Nói cho tỷ biết, đệ còn nhìn thấy những gì? Một người phụ nữ, chính là người phụ nữ mà đệ chỉ trước đó. An Nhi, đệ còn nhớ lúc đó cô ta ở hiện trường đã nói những gì không? Rất kỹ càng rồi, chủ nhân dặn dò. Người của Thẩm gia một người cũng không được giữ lại, còn mong chờ người của Quảng Bình Dương cứu ổng. Mấy tên tử sĩ của phủ Quảng Bình Dương sớm đã bị ta khai trừ rồi. Mấy người các ngươi đâm ta mấy nhát, lát nữa để ta dễ về ăn nói với Quảng Bình Dương. Bọn ngươi thu dọn xong trở về phục mệnh cho chủ nhân trước. Hóa ra chủ nhân mà Hà Linh Y nói vốn không phải là chàng. Cô đã sớm phản bội chàng. Vậy người hại chết Thẩm gia ta, lẽ nào còn có người khác?
An Nhi, để con nhớ coi ngọc này không? Dạ nhớ, là món quà được tặng cho cha. Hiện nay bên ngoài thẩm phủ, đông tây nam bắc đều là người của Dương Quốc Trung đang canh giữ, đều là cao thủ tuyệt nhất đỉnh nhất. Thị vệ của thẩm phủ đối với họ mà nói chỉ dễ như trở bàn tay. Đại nhân không nghĩ cho bản thân, cũng nên vì phu nhân trong nhà và tiểu công tử mà suy nghĩ. Hỏi chiếc còi ngọc này lên, người của bổn vương sẽ trong thời gian sớm nhất chạy tới ứng cứu. Vậy để có nhớ phụ thân đệ có thổi chiếc còi ngọc này lên không? Không kịp thổi. Hóa ra chàng để còi ngọc ở lại thẩm gia là để bảo vệ người nhà của ta. Nhưng ta lại gì vậy? Hiểu lầm sâu đậm về chàng. Xem ra người hại chết thẩm gia ta, quả thực còn có người khác. Đông Lan, là ta hồ đồ. Trân Châu, ta không trách nàng. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được kẻ thù thực sự của thẩm gia. Làm theo lời ta nói, rốt cuộc phải làm thế nào chàng mới chịu để tới gặp An Nhi? Nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì hết. Ta cầu xin chàng tha cho nó đi. Từ đầu tới cuối nàng luôn cảm thấy ta muốn có món đồ đó phải không? Được thôi, ngày mai nàng đem thứ đó giao tới, ta giao thẩm an cho nàng. Chàng, tiểu thư tìm thấy khóa bạc rồi. Tiểu thư cần khóa bạc của đáy sương để làm gì? Cái khóa bạc này cất giữ lâu như vậy, mang tới cho cả nhà họ thẩm ta tai ương lớn như vậy, bây giờ vẫn là rơi vào tay của Quảng Bình Dương. Không lẽ đây chính là tính vật của Độc Cô Gia mà Quảng Bình Dương vẫn luôn tìm kiếm sao? Đúng vậy, đây là kỳ lân lệnh mà người thiên hạ đều dòm ngó. Nhưng vật này trong tay ta đã không còn tác dụng lớn gì nữa, chỉ hy vọng nó có thể đổi lại sự tự do cho An Nhi. Đem về đó đi. Nhiên là ông ta. Bây giờ ông ta lại có thêm một món nợ máu của thẩm gia rồi. Điện hạ, vậy Hà Linh Y phải xử lý như thế nào? Dương Quốc Trung ngang nhiên đem tay chân sắp xếp vào phủ Quảng Bình Dương ta, bổn vương đương nhiên không thể giữ cô ta. Người hãy mau dẫn người bắt cô ta về đây. Dạ. Điện hạ, điện hạ. Sao vậy? Có chuyện rồi. Chỗ ở của Hà phó tổng quản bị cháy rồi. Bị cháy? Hà phó tổng quản vẫn còn ở trong phòng thì lửa đã bùng lên rồi, các hạ nhân đang dốc sức chữa cháy đó. Điện hạ,
may là đã khống chế được ngọn lửa. Nhưng mà tiểu diện của Hà phó tổng quản cháy lớn, chỉ còn lại ba thi thể này thôi. Này, này không nhận ra được ai với ai. Đông Lan, chuyện gì vậy chứ? Chỗ của Hà Linh Y sao lại bị cháy? Vậy Hà Linh Y có phải đã lấy khóa bạc đem ra ngoài không? Khóa bạc bây giờ đã ở trong phủ của Dương Quốc Trung rồi. Dương Quốc Trung? Hóa ra người giết cả tộc Thẩm gia ta là Dương Quốc Trung. Vậy Hà Linh Y đâu? Điện hạ, xương và xanh ở chỗ thi thể này có dấu vết rạn nứt, trùng khớp với vết thương trước đó của Hà Linh Y. E rằng người này chính là Hà Linh Y. Hà Linh Y đã chết rồi sao? Vậy bây giờ muốn thông qua Hà Linh Y chỉ chứng Dương Quốc Trung là không thể nào rồi. Ngọn lửa này bùng lên quả thật rất đáng ngờ. Không lẽ là Dương Quốc Trung? Đáng chết, khó khăn lắm mới tóm được một sơ hở, là để ông ta trốn thoát rồi. Mấy hôm nay điện hạ bận rộn cả ngày, đừng không lo nghỉ ngơi cho tốt. Một ngày chưa trừ khử được Dương Quốc Trung thì ta vẫn không thể báo thù rửa hận cho Trân Châu. Nỗi lo của Đông Cung cũng không hề thuyên giảm. Ngươi nói sao ta yên tâm được đây? Ngươi lui xuống trước đi, để ta xem xét thêm vụ án mà hôm nay đề cập có liên quan tới Dương Quốc Trung. Dạ. A Nhi, điểm tâm mà tỷ làm cho đệ ăn có ngon không? Ngon, ngon lắm. Vậy nhớ là phải để dành một ít cho Lâm Trí tỷ tỷ đó. Ngoan lắm. Trân Châu, sư huynh tới rồi. A Nhi à, nào, theo tỷ tỷ ra ngoài nào. Trân Châu, những ngày qua mùi sống có tốt không? Hiện tại đã tìm thấy An Nhi rồi. Hòn đá lớn treo trong lòng mùi cũng đã rơi bớt một phần. Không thể trước một bước tìm thấy An Nhi, ta luôn thấy hổ thẹn với mùi. An Nhi ca, huynh không cần tự trách như vậy. Thật ra Đông Lan, chàng chưa từng muốn gây bất lợi với An Nhi. Chàng đối đãi An Nhi rất tốt. Đông Lan à, là muội vẫn luôn chưa kịp nói với huynh.
Quá ra trước đó đều là muội đã hiểu lầm Đông Lan. Kẻ thù giết Thẩm gia ta vốn không phải là chàng, mà là Dương Quốc Trung. An nhị ca, muội rất cảm kích huynh vẫn luôn ở bên cạnh muội giúp muội. Nhưng mà hiện tại nó đã làm rõ chân tướng rồi, hiểu lầm giữa muội và Đông Lan cũng đã không còn, đã không còn gì có thể ngăn cản muội ở bên chàng nữa. Bây giờ muội chỉ muốn ở bên cạnh chàng, cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình. An nhị ca, nhờ huynh chuyển lời tới An đại nhân giùm muội, sau này muội sẽ không làm bất cứ giao dịch nào với người nữa. Không có gì có thể ngăn cản hai người ở bên nhau. Chỉ còn ta, muội có từng nghĩ tới cảm nhận của ta? Ta cứ tưởng rằng chỉ cần cứ âm thầm ở bên cạnh muội thì sẽ có một ngày muội phát hiện ra cái tốt của ta, chấp nhận ta. Nhưng kết quả thì sao? Muội hết lần này tới lần khác đẩy ta xuống nước sâu vạn trượng. Liệu có quá tàn nhẫn với ta không? Có lẽ tất cả những chuyện này đều do số trời định sẵn. Số trời định sẵn, nhưng ta chúng không tin số mệnh. Lý Thục đã biết được chuyện muội năm lần bảy lượt muốn hại hắn, hắn sẽ không còn đối tốt với muội. Hai người không thể nào trở lại như lúc xưa. Trân Châu à, không có đâu. Hôm nay bất kể thế nào ta cũng phải đưa muội đi. Ta sẽ báo thù giùm muội, giết chết Dương Quốc Trung giùm muội. An nhị ca, huynh thả muội ra. An nhị ca, huynh thả muội ra. Sư huynh làm gì vậy? Buông tay. Sư huynh, huynh điên rồi. Sư huynh. Sư huynh, Trân Châu có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Huynh cần gì phải làm vậy chứ? Trân Châu, rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng được Lý Thục? Huynh không có chỗ nào không bằng chàng. Vậy thì tại sao? An nhị ca, tình yêu không phải là một cuộc tỷ thí, không phải nói ai thắng ai thua thì có thể quyết định được. Cho dù chàng có chỗ không bằng huynh thì muội vẫn sẽ yêu chàng. Cho dù ban đầu khi muội xem chàng như kẻ thù của mình, thật ra trong lòng muội cũng chưa từng từ bỏ chàng. An nhị ca, muội xin lỗi. Nương nương, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại ở đây? Điện hạ phái thuộc hạ luôn theo sát bên cạnh nương nương để bảo vệ an toàn cho nương nương. Trải qua chuyện này, Đông Lan tất nhiên sẽ không còn tin tưởng ta nữa. Phái người luôn theo sát ta cũng là lẽ thường tình. Đều trách bản thân ta không điều tra rõ sự thật thì đã xem chàng như kẻ thù, tổn thương trái tim chàng. Nương nương hiểu lầm ý của Điện Hạ rồi. Điện Hạ là lo lắng Dương Quốc Trung tưởng rằng mình đã có được Kỳ Lân lệnh sẽ lập hại người thêm, cho nên Điện Hạ mới phái thuộc hạ luôn theo sát bên cạnh nương nương, bảo vệ an toàn cho nương nương. Tiểu thư, người đã về rồi. Quê nhà Ngô Hưng phái người đưa thư tới.
Người đưa thư nói là tổ mộ Thẩm gia cần phải di dời. Tiểu thư là trưởng nữ Thẩm gia, cần tiểu thư về nhà để chủ trì. Ngày về mộ sắp đến rồi, ta nhất định phải sớm nói với điện hạ lập tức khởi hành về Ngô Hưng gấp. Nhưng gần đây điện hạ đều không có ở trong phủ, nếu phải đi gấp e rằng không đợi được điện hạ quay về rồi. Nhưng nếu ta cứ đi như vậy, với tình hình hiện tại, điện hạ nhất định sẽ nảy sinh không ít hiểu lầm. Vậy đi tố từ, em đi mời Trương tổng quản qua đây trước. Dạ. Tiểu thư. Nương nương, ta có vài chuyện cần phải lập tức trở về Ngô Hưng gấp, nhưng ta không biết điện hạ khi nào mới quay về, e là không đợi kịp rồi, nên phải phiền Trương tổng quản chuyển qua cho điện hạ giùm ta. Nương nương yên tâm, thần nhất định đích thân giao cho điện hạ. Nương nương lên đường bình an. Đa tạ. Tiểu nô cáo lui. Tổng quản. Ờ, Dương Phi. Dạ. Tiền trang của Dương phủ hình như xảy ra vấn đề gì rồi. Vừa mới phái người tới gọi người qua đó đó. Xảy ra chuyện rồi hả? Ờ, lát nữa tiểu nô xem qua đó. Bên đó mới là chuyện gấp. Trương tổng quản đừng làm lỡ mất chứ. Sao không đi ngay bây giờ đi? Ừ, thần. Cái này thần. Trong tay ngươi đang cầm cái gì đó? À, thưa Dương Phi, đây là lá thư của Mạch Thẩm Nhu Nhân nhờ tiểu nô chuyển giao cho điện hạ. Vậy ngươi cứ đem lá thư này giao cho bổn phi. À, đợi điện hạ quay về, bổn phi sẽ giúp ngươi đem lá thư này giao cho điện hạ. Cái này vậy sao hả? Không lẽ ngươi lo bổn phi xem lá thư này như bảo bối sẽ trộm nó đi sao? À, tiểu nô không dám. À, là phiền Dương Phi. Tiểu nô cáo lui. Ngươi đi nhanh đi, đừng làm lỡ chính sự. Dạ. Tiểu thư. Tối từ em tới phủ Mộ Dung một chuyến, trước An Nhi trước về đây. Để thu dọn hành lý xong thì chúng ta lập tức đi Ngô Hưng. Dạ. Thẩm Trân Châu, nàng muốn đi thật sao? Ờ, Đông Lan, không phải đâu. Uổng cho ta tràn đầy tự tin, tưởng rằng chúng ta đã quá giải hiểu lầm, còn có thể trở về lúc xưa. Giờ nàng lại nói đi là đi. Thẩm Trân Châu, nàng đúng là nhẫn tâm mà. Hóa ra tất cả điều này chỉ là ta tự đa tình. Mọi thứ giữa ta và nàng đều chỉ là đang đóng kịch sao? Đồng Lan, chẳng nghe thiếp nói. Nghe nàng nói cái gì? Nói nàng xin lỗi, nói nàng chưa từng nghĩ cùng ta trải qua đời này à?
Được, nếu nàng đã không muốn ở lại, vậy ta toại nguyện cho nàng. Giờ ta sẽ viết một lá thư ly thân, chỉ cần nàng ký nó, từ nay chúng ta không ai nợ ai. Đông Lan, Đông Lan, thiếp không muốn thư ly thân gì hết, thiếp muốn mãi mãi ở bên cạnh chàng. Bây giờ nàng nói những lời này, Bổn Dương làm sao để tin nàng? Không lẽ Bổn Dương để một nữ nhân chà đạp chân tình của Bổn Dương cứ luôn ở bên cạnh mình sao? Đông Lan, thiếp phải làm sao chàng mới chịu tin tưởng thiếp? Ngọc bội, ngọc bội của thiếp. Trân Châu, Thẩm Trân Châu, nàng đứng lại. Trân Châu, nàng làm gì vậy? Nàng không muốn sống sao? Thiếp phải tìm được nó, thiếp nhất định phải tìm được nó. Thiếp phải để chàng biết là những lời trước đó thiếp nói đều không phải giả dối. Đông Lan, chàng buông tay ra. Nàng quay lại. Thứ nàng cần tìm là cái này sao? Sao có thể chứ? Hôm đó rõ ràng là... Nàng rõ ràng đã dứt nó đi rồi. Hôm đó ta thấy nàng trông rất kỳ lạ, bèn từ xa mà đi theo sau nàng. Nếu hôm đó nàng đã nhẫn tâm dứt nó đi, tại sao hôm nay lại mạo hiểm đi tìm nó về? Hôm đó tiếp nhận lầm chàng là kẻ thù nên mới dứt nó đi để lập lời thề. Đều là do thiếp hồ đồ nên giờ thiếp muốn tìm nó về đây chỉ là để chàng biết được thiếp yêu chàng. Cho dù là trước kia hay hiện tại, thiếp đều là thật lòng. Đông Lan, thiếp không muốn rời xa chàng nữa. Thiếp mãi mãi cũng không muốn rời xa chàng nữa. Thẩm Trân Châu, nàng phải nhớ lấy những lời nàng nói hôm nay. Đông Lan, thiếp sẽ không rời xa chàng đâu. Lúc nãy thiếp thu dọn hành lý là muốn về Ngô Hưng mấy hôm, liên quan tới việc Thẩm gia di dời tổ mộ. Ta biết mà. Chàng biết sao? Vậy mà còn... Trước đây đã xảy ra nhiều chuyện, tuy đã rõ ràng, nhưng ta vẫn biết chuyện này để lại một nút thắt ở trong lòng nàng. Trong lòng nàng ấy nấy, cẩn thận từng chút với ta. Những điều này ta đều nhìn thấy được. Ta có thể mở miệng nói ta không trách nàng, nhưng ta cũng biết là nút thắt này trong thâm tâm nàng không dễ xóa mờ. Chỉ bằng tìm một lối thoát khe hở để chúng ta có thể thản nhiên mà đối diện nhau lại từ đầu. Trân Châu, ta vẫn luôn muốn nghe nàng nói một câu nàng yêu ta, mãi mãi sẽ không rời xa ta. Nhưng không ngờ nàng lại cố chấp tới như vậy. Tâm tư của Đông Lan đúng là bí hiểm. Xem ra thiếp sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Đông Lan nữa. Nàng còn muốn chạy à? Đương nhiên là không rồi. Chàng tưởng thiếp ngốc sao? Tự nhiên có Dương phủ không ở, chạy chạy ra ngoài lưu lạc, sống cuộc sống bơ vơ không nương tựa. Được lắm Thẩm Trân Châu, thì ra nàng là tham những ngày tháng thoải mái ở Dương phủ mới ở lại à? Thì tất nhiên rồi. Tướng gia, phía Vĩnh Dương có tin rồi. Nói đi. Vĩnh Dương nói, tướng gia, nếu điều động được binh mã của Độc Cô gia, người ở phía Giang Lăng nhất định sẽ khởi binh tương trợ.
Nếu không điều động được, người nói những ngày tháng ở Giang Lăng cũng xem là mãn nguyện, không muốn mạo hiểm tranh đoạt. Hắn là muốn lấy thứ sẵn có rồi phải không? Vậy đi, ngươi đi tìm một người đem theo cái này đến Vân Đàm một chuyến, đi thăm thính thử suy nghĩ của Vĩnh Dương. Bây giờ Đông Cung và An Lộc Sơn vẫn luôn muốn lật đổ ta, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Thiết nghĩ đây là đại tiểu thư Độc Cô Gia phải không? Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Đại tiểu thư phong thái dược chúng, không phải nữ nhân bình thường có thể sánh được. Bất phí lời đi, vào thẳng vấn đề. Nghe nói là Dương Quốc Trung có kỳ lân lệnh của Độc Cô Gia ta. Đưa đây. Độc Cô tiểu thư, việc này can hệ trọng đại. Dương tướng quốc phái ti chức tới đây cũng có thành ý cực lớn, muốn dâng cho Độc Cô tướng quân. Cho nên vẫn là mời Độc Cô tướng quân. Cha ta không ở đây. Trong địa giới Vân Nam, Độc Cô tỉnh giao ta vẫn có thể làm chủ được. Ai cũng đều biết Vân Nam Độc Cô thị rất giữ lời hứa, đừng có nuốt lời thất tín, hủy mất danh dự trăm năm của Độc Cô gia. Đương nhiên Dương tướng quốc cũng nói rồi, nếu Độc Cô gia chịu tương trợ, đương nhiên là không ít lợi ích rồi. Lợi ích? Dương Quốc Trung trước giờ đều thích giở trò lật lọng, Độc Cô gia ta giúp hắn, e là tới lúc đó cũng hết chim thì cất cung thôi. Dương Quốc Trung e là quên mất đã từng nói lời dèm pha với bệ hạ tăng thu thuế Vân Nam ta, giám sát nhất cử nhất động của Độc Cô gia ta, còn khiến bệ hạ hạ lệnh khiến Độc Cô gia ta không được rời khỏi Vân Nam nửa bước đều do hắn ta. Ta nhớ 20 năm trước hắn còn tâu sớ lên bệ hạ muốn tước binh quyền có Độc Cô gia ta mà. Trời ơi, đây đúng là hiểu lầm vô cùng lớn, đừng nên nghe lời đồn đại trúng gian kế chia rẽ của kẻ khác. Hiểu lầm? Có phải các ngươi cho rằng chỉ có chủ tử nhà các ngươi mới biết cấm mật thám tới Vân Nam, Độc Cô gia ta thì không biết? Độc Cô gia ta nhiều đời trấn thủ biên cương, trung quân ái quốc, không muốn vì một tên tiểu nhân chỉ biết chơi trò chính trị trên triều hãm hại, bó tay bó chân mặc hắn chém giết. Bây giờ còn định lấy đồ chơi giả này muốn lừa binh quyền của Độc Cô gia ta nữa sao? Giả sao? Nếu không nói cái kỳ lân lệnh này là giả, cho dù là thật, Dương Quốc Trung cũng đừng hòng vì vậy mà có ý nghĩ đó với Độc Cô gia ta. Này, sao có thể như vậy được? Kỳ lân lệnh của Độc Cô gia ta chỉ giữ lời hứa với Thẩm gia thôi. Người đâu? Kéo ra ngoài chém. Dạ, dạ. Người dám? Độc Cô tỉnh giao. Đi, đánh chó cũng phải để mặt chủ. Tuy chức là do Dương tướng quốc phái tới, nếu tướng quốc không thấy tuy chức về phục mệnh, người có biết hậu quả thế nào không? Độc Cô tỉnh giao. Cha, An bá phụ. Độc Cô huynh à, tỉnh giao quyết đoán sát phạt, không hề thu huynh nhờ. Như vậy xem ra Dương Quốc Trung e là sẽ xem Độc Cô huynh là cái gai trong mắt rồi. Sợ hắn làm gì? Hắn có ý nghĩ đó với Vân Nam Độc Cô gia ta cũng không phải chuyện một sớm một chiều nữa. Độc Cô gia cũng không phải dễ dàng bị kéo đổ như vậy đâu. Hơn nữa, ta cũng đã tỏ rõ tâm ý với An huynh, sau này sẽ cùng với An huynh cùng tiến cùng lui rồi. Sẽ không lâu thôi, thiên hạ đại đường này. Hả?
chắc chắn là mật thám của Dương Quốc Trung. Tài của hắn cũng giới quá dài rồi đó. Lão cáo già Dương Quốc Trung ấy. Độc Cô Huynh, đại nghiệp của chúng ta là phải sớm ngày bày mưu rồi. Nương nương, gắng chút nữa nào. Nương nương, nào, gắng sức nào nương nương. Cố lên, nương nương. Hãy cố lên một chút nữa. Sắp ra rồi. Nương nương à, cố lên, cố thêm một chút nữa đi nương nương. Cố lên nào, cố lên, nương nương à, hãy cố lên. Chút nữa thôi mà nương nương, hãy cố lên. Nương nương à, đã ra rồi. Sinh rồi, sinh rồi. Chúc mừng điện hạ, nương nương đã hạ sinh một tiểu công tử, mẹ con bình an. Nương nương, điện hạ tới rồi. Ai phi? Điện hạ. Chúc mừng điện hạ. Tốt lắm, tốt lắm, lại có thêm một long tử vào Đông Cung rồi. Mau bê xuống dưới đi. Dạ. Tắm rửa sạch sẽ nghe. Ai phi vất vả rồi. Có thể thêm người nói giỏi cho điện hạ là ý nguyện nhiều năm của thiếp. Cuối cùng cũng xem là cậu được ước thấy. Thần thiếp chỉ vui mừng, không thấy vất vả. Khoan nói trước đã. Hả? Cố gắng nghỉ ngơi đi. Tướng gia, phía Vân Nam có tình hình gì? Mau nói. Sứ thần và mật thám là người phái đi, vừa vào phủ Độc Cô đều không thấy trở ra. Tin tức chúng ta có được ở ngoài Vân Nam, Kỳ Lân lệnh là giả. Độc Cô cho rằng có người mạo danh danh nghĩa tướng quốc, cầm lệnh giả làm loạn, đem sứ thần đi xử trảm rồi. Phía phủ Quảng Bình Dương có động tĩnh gì? Hà Linh Y chết rồi. Quảng Bình Dương nhiều đêm thanh trừ phủ Quảng Bình Dương, người của chúng ta đều bị xử lý sạch sẽ rồi. Lý Thục là đang làm một lần do thám nữa. Quảng Bình Dương tuổi tác còn trẻ này, xem ra lão phu thực sự xem thường hắn rồi. Bây giờ lão phu bị cấm túc ở trong phủ, khó mà lên triều, lại nhịn đau cắt đứt đi mấy người trợ thủ đắc lực. Tên Lý Thục này quả thực là mối họa trong lòng của lão phu. Chỉ là Quảng Bình Dương làm việc cẩn thận, khó tóm sơ hở, hắn lại được thánh thượng yêu thương. Này, theo chặt người thân cận nhất bên cạnh hắn. Lão phu thì không tin tên Quảng Bình Dương này hắn lại sẽ không mắc lỗi lúc hoảng loạn. Ngươi chắc chắn phủ Quảng Bình Dương này còn có phủ Kiến Ninh Dương, không biết chút gì về chuyện hài nhi của ta sao? Trước mắt thì quả thật như vậy. Nhưng ta lại cứ không yên tâm. Nhất định phải làm sao cho trong lòng có cách mới được. Thái tử điện hạ gia đao. Điện hạ. Ai phi, mau nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống đi. Sao rồi, nghỉ ngơi có khỏe không? Cũng nhờ điện hạ trong lòng vẫn luôn nhớ tới thần thiếp, còn Thiệu Nhi nữa, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rồi. Ai phi có yêu cầu gì cứ việc nói với ta. Thiếp thì có yêu cầu gì chứ. Nhưng quả thật có một chuyện, có điều không phải của thần thiếp. Nói đi. Hôm nay trong phủ nhiều người qua lại, người đông phức tạp, thiếp lại nghe thấy người ta nhắc tới Đàm Nhi. Nói Đàm Nhi
Sau khi ly hôn với Mộ Dung Lâm Trí thì rượu chè cả ngày cứ mơ mơ hồ hồ, khó tránh khiến người ta cảm thấy lo lắng. Đàm Nhi này, ta cũng có nghe nói, nhưng ta cũng đang nghĩ Phủ Kiên Ninh Dương luôn thiếu một chính phi, điều này cũng không có hợp với quy tắc. Nàng nghĩ thử xem, nếu như lúc này có một người, một cô nương hiền lương thục đức ở bên cạnh nó, có lẽ có thể giúp được cho Đàm Nhi làm lại từ đầu. Nàng nói có đúng không? Điện hạ nói rất đúng. Nhưng mà trong lòng điện hạ bây giờ đã có người lựa chọn phù hợp chưa? Ái phi à, những chuyện như vậy nàng phải nghĩ tha cho ta nhiều hơn chứ. Đúng lúc. Cũng không biết đây có phải duyên phận của tụi nó không. Hôm nay biểu tẩu thiếp dẫn theo cháu gái cả của thiếp tới mừng cho thiếp. Cháu gái cả này của thiếp nhiều năm không gặp, hôm nay vừa gặp đã trông ra dáng vẻ đoan trang yêu kiều, lòng dạ thuần khiết, dịu dàng ôn hòa, khiến người ta nhìn thấy vô cùng quý mến. Có phải người nàng nói là con gái của Đậu Như Tri Thái Phủ Khanh không? Đúng vậy. Nhỏ hơn Đàm Nhi 2 tuổi, tên gọi là Liên Nhi. Dòng đồng tâm này chàng đã từng nói mãi mãi không được tháo ra. Chàng đeo một nửa, ta đeo một nửa. Như vậy, cho dù đi tới đâu, chúng ta cũng là một đôi. Bây giờ, trả lại cho chàng. Lâm Trí, công tử, nàng quen biết ta sao? Nàng gọi ta là gì? Lâm Trí, ta biết lúc trước là do ta không tốt, là ta làm sai rồi. Ta đã biết sai rồi, ta biết là do ta nhất thời hồ đồ. Ta... công tử, ta và ngài vốn không quen biết, mong ngài tự trọng cho. Lâm Trí, cô ra ngoài xe ngựa đợi ta. Dạ. Nàng ấy sao vậy? Sao nàng lại không nhận ra ta vậy? Điện hạ nếu đã nhẫn tâm đoạn tuyệt ân tình, sao lại can thiệp vào chuyện người khác? Trưởng tôn tiên sinh, ta chỉ là... Chỉ là cái gì hả? Từ ép Lâm Trí đến bước đường cùng, không phải là điện hạ ngài sao? Sao mà lúc này giả vờ lo lắng vậy?
lúc đầu Lâm Trí quyết tâm rời khỏi Kiến Ninh Dương phủ rồi. Hôn mê mãi không tỉnh, vừa tỉnh dậy lại đã mất chứng thất hồn. Giờ nó đã quên đi những chuyện trong quá khứ với Điện Hạ rồi. Có điều đây cũng đúng với những gì mà Điện Hạ mong muốn. Tất cả chỉ là ảo ảnh thoáng qua như mây khói. Mong là Điện Hạ sau này đừng có làm phiền đó nữa. Nhìn gương mặt nhỏ này. Tiểu Dương Đệ đúng thật được mọi người yêu thương. Nhưng thật đang mời được thợ mộc giỏi nhất trong kinh thành dùng gỗ thường hàng của cây lê làm cho Tiểu Dương Đệ một bộ đồ chơi được làm bằng gỗ. Cảm ơn Hệ Nhi, con thật có lòng. Nhìn vào Tiểu Hoàng Tôn này kìa, mặt mũi rất có phúc, với Thái tử Điện Hạ thật sự giống nhau như đúc từ trong cùng một khuôn vậy. Nghe nói Điện Hạ đặc biệt rất thích Tiểu Hoàng Tôn, gần như lúc nào cũng ôm bên người mình để bầu bạn hết. Trước giờ bệ hạ đều rất thích trẻ con. Vài ngày trước còn nói là những người con cháu ở phía dưới không biết có người nào mới sinh thêm cho bệ hạ một Tiểu Quyền Tôn nữa. Anh Thiệu Nhi đói rồi, Nhũ Mẫu đưa nó xuống dưới uống sữa đi. Dạ. Trân Châu, sau này rồi chúng ta cũng sẽ có con thôi. Các con ngồi xuống đi. Dạ. Dạ. Sao Đàm Nhi vẫn chưa tới? Đứa nữa? Con này gần đây càng ngày càng không có quy tắc. Điện Hạ yên tâm, Kiến Ninh Dương vì không có phu nhân trong phủ, đợi tìm được phu nhân trong phủ tự khắc sẽ chuyển biến tốt. Biểu tẩu, phải chúc mừng tẩu rồi. Ta và Điện Hạ đã nhận được khẩu dụ của bệ hạ, nó là sẽ lập Liên Nhi làm tân dương phi của Đàm Nhi. Hoàng ân to lớn, quả thật là phúc của chúng thần. Phụ dương, mẫu phi. Tam Dương Đệ, ta để toàn thân đầy mùi rượu đã vào cung rồi. Đều nhìn vào ta làm gì? Đang nói chuyện gì? Đúng rồi, Tiểu Dương Đệ đâu? Mẫu phi, người xem Tiểu Dương Đệ sẽ thích nó không? Con đã từ đâu trở về đây vậy? Toàn thân đầy mùi rượu, chẳng còn quy tắc gì nữa. Mấy ngày qua đã sống buông thả rồi có phải không? Tiểu Dương Đệ đang ở phòng bên, con đem đồ chơi qua đó tự hỏi coi nó thích hay không đi. Đưa Kiến Ninh Dương đến phòng bên, sẵn tiện tắm rửa lại rồi thay y phục khác. Ra ngoài đi. Thank you.
Lâm Trí. Cô là ai? Tiểu nữ Đậu Liên Nhi bái kiến Kiến Ninh Dương Điện Hạ. Liên Nhi là con gái của Thái Phủ Khanh Đậu Như Tri, biểu huynh của Thái Tử Phi Nương Nương. Điện Hạ uống rượu hạ thân, Liên Nhi đã chuẩn bị trà giải rượu, mong Điện Hạ giữ gìn sức khỏe. Bốn Dương vừa mới đến, Đậu tiểu thư đã chuẩn bị trà giải rượu rồi, chắc đã đợi lâu lắm rồi. Đúng là hiểu ý người khác thật. Điện Hạ là phu quân tương lai của Liên Nhi, Liên Nhi đương nhiên phải suy nghĩ chu đáo mọi chuyện cho Điện Hạ. Cô nói cái gì? À, thì ra Liên Nhi cũng ở phòng bên, ta lại quên mất. Xem ra hai con tình cờ gặp nhau rồi. Điện Hạ người coi, nó và Liên Nhi có giống một cặp kim đồng ngọc nữ không? Xứng đôi dừa lứa nữa chứ. Ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ mau chóng hạ chỉ ban hôn cho hai đứa. Được Điện Hạ và nương nương hậu ái. Liên Nhi, sau này được gả vào Kiến Ninh Dương, nhất định phải tôn trọng phu quân. Hãy tận tâm giúp Kiến Ninh Dương chia sẻ ưu phiền, mau chóng con đàn cháu đóng. Sau này Liên Nhi dựa hết vào Điện Hạ rồi. Nếu đã là hôn sự của ta, tại sao không ai hỏi qua ý kiến của ta vậy? Đậu tiểu thư xinh đẹp vô song, Đàm không xứng với cô. Nương nương, vậy Đàm Nhi uống say rồi, nói năng hồ đồ. Hài Nhi còn rất tỉnh táo. Phụ Dương và Mẫu Phi không cần xin ý chỉ của Hoàng Gia Gia. Cho dù Hoàng Gia Gia hạ chỉ, Hài Nhi cũng nhất định kháng chỉ không theo. Đến lúc đó loạn cả lên, hai bên cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Đậu tiểu thư không nhất thiết tự mình chuộc lấy nhục chứ. Lão phu đang suy nghĩ nên hạ thủ từ ai. Lý Đàm lại chủ động dâng đến tận cửa. Lý Đàm và Lý Thục có quan hệ rất là mật thiết. Nếu hắn xảy ra chuyện, Lý Thục chắc chắn không khống chế được. Hôm nay Thái tử Điện Hạ chuyên Lý Đàm làm nhục thiên kim của Đậu gia, lão phu phải cho văn võ trong triều đều biết. Phải để cho Thái phủ Khanh Đậu Như Trì đó trở thành trò cười ở trong triều. Trân Châu, vậy ta đi trước đây. Được rồi, muội dừng bước đi, tự ta có thể quay về được mà. Được. Vậy Lâm Trí, hai ngày nay tỷ nghiên cứu phương thuốc mới, đừng có vất vả quá. Tỷ biết rồi, muội cũng vậy nha. Được, đi về cẩn thận. Tổ tổ nhất định cảm thấy ta nực cười lắm. Khi đó là ta nhẫn tâm bỏ nàng, đến bây giờ còn mặt mũi nào để gặp nàng chứ? Tự ngài biết được là tốt rồi. Tổ tổ, ta đã biết sai rồi. Là bản thân ta mềm yếu vô dụng, nhất thời không cách nào đối diện Lâm Trí. Ta hận bản thân mình không thể bảo vệ nàng, cũng hận bản thân ta sau khi xảy ra chuyện chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình làm tổn thương nàng. Thê tử thất tiết, cho dù không thể tôn trọng lẫn nhau, ngài hà tất phải ép tỷ ấy vào con đường cùng.
quả đắng này ngài đã tự tạo nên rồi. Giờ ngài nói những lời này với Lâm Trí thì còn ý nghĩa gì? Nhưng con người lẽ nào chỉ cần sai có một lần sẽ không còn cơ hội để quay đầu lại hay sao? Bây giờ ta đã hối hận rồi, nhưng đã muộn rồi, phải không? Ngài hãy để sự hối hận ở trong lòng đi. Bây giờ tỷ ấy giống như đã có một cuộc sống mới. Những dây dưa trước đây của hai người sớm đã là chuyện của kiếp trước rồi. Tỷ ấy xóa đi sự tồn tại của ngài và cũng đã xóa đi những tổn thương dằn vặt nhất đã từng có. Có lẽ đây là ông trời đã thương xót cho tỷ ấy rồi. Giờ tỷ ấy rất tốt, ngài đừng làm phiền tỷ ấy nữa. Chắc là ngài biết là ngài chính là đoạn hồi ức đáng sợ nhất của tỷ ấy. Đừng để cho tỷ ấy nhớ lại nữa. Mời vào trong. Mời. Đa chúc tạ. Mừng Phụng đại nhân. Chúc mừng Tiến Ninh Dương Điện Hạ. Điện Hạ. Điện Hạ. Khách quý đó. Hóa ra là đại thọ Phùng Thượng Thư. Bốn dương vội vã chưa tới kịp mang theo quà mừng, lần sau nhất định bù đắp. Mong là Phùng đại nhân lượng thứ. Điện Hạ đến tiệc mừng thọ của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng cảm thấy thật là vinh hạnh quá. Điện Hạ mời vào trong. Thái phủ khanh đậu Như Chi, đậu đại nhân đến. Chúc mừng. Đậu đại nhân. Từ từ. Ôi trời, thần sắc Phùng Thượng Thư tốt quá. Xin mời vào trong. Mời. Thì ra Kiến Ninh Dương cũng ở đây à? Hay là chúng ta đi dọc bên này tới phòng tiệc? Muộn quan, còn cần phải tránh hắn sao? Khắp thiên hạ đều là cỏ dại. Nữ nhân á hả? Người cũ đi rồi còn có người mới. Điện hạ, ngài cao quý như vậy, cần gì vì một nữ nhân mà như vậy? Cút! Trời ơi, không biết có chuyện gì mà la lớn dữ vậy ta. Chắc là có vấn đề rồi. Kiến Ninh Dương, khẩu khí của ngài lớn thật, có phần không coi ai ra gì rồi. Đậu gia ta tuy không hiển hách bằng thân phận hoàng tộc của điện hạ, nhưng cũng là thị tộc trăm năm trong kinh. Đến cả thánh thượng cũng từng nói qua, con gái Đậu gia ta vào Kiến Ninh Dương phủ cũng không phải bám quyền. Đúng rồi. Vậy không phải ta nói rồi sao? Ta là không xứng với lệnh thiên kim. Đậu đại nhân còn có việc không? Nếu không còn nữa, bổn dương xin cáo từ trước đây. Ngươi, nếu không phải ta nể mặt thái tử phi nương nương, Đậu gia ta thực sự không muốn kết thân với Kiến Ninh Dương phủ. Kiến Ninh Dương phi trước thì có tiếng tăm gì chứ? Cả kinh thành không ai mà không biết. Đúng vậy đó, ai mà không biết. Lão phu yêu thương ái nữ, quả thật không có muốn đem con gái của mình gắn liền cùng với con gái đã mất danh tiếng, nhắc đến khiến cho người ta khó chịu đó. Nói đúng lắm đó. Sao còn chọn lựa cái gì nữa chứ? Thực sự để mặt nghẽ quá rồi. Đỗ Như Tri, ngài đừng nể mặt mà không muốn. Ngài ấy trời, ngài thật là quá đáng. Đúng là quá đáng. Trời, đánh nhau rồi kìa. Sao vậy Đậu đại nhân, sợ à? Hay là giờ ngài hãy quỳ xuống xin tha mạng, nói bản thân là tiểu nhân không biết nói lời hay, không nên nói lời bôi nhọ Kiến Ninh Dương phi. Vậy chuyện hôm nay chúng ta coi như bỏ qua. Điện hạ, xin bất giận. Xin hãy xem như nể mặt của lão phu. Trời, bình tĩnh đi. Đánh nhau như vậy chứ. Trời. Đúng là ghê quá đi. Giết người rồi. Ghê quá. Giết người rồi. Giết người rồi. Đậu đại nhân.
Đậu đại nhân ngài đã hiểu như vậy mà giết người đúng rồi là ghê quá đi. Đi độc ác thật nhân. Mà giết người rồi. Đậu đại nhân, trời ơi sao lại như vậy chứ? Lão gia, Đậu đại nhân, giết người rồi. Đậu đại nhân, giết người rồi. Đậu đại nhân, giết người rồi. Đậu đại nhân, Đậu đại nhân, lão gia, Đậu đại nhân. Nè. Đây. Nàng đang nghĩ gì vậy? Nhớ lại khi còn nhỏ thường hay sống ở nhà Lâm Trí. Đây là trò chơi mà bọn thiếp thường chơi. Nè, lúc đó Hồng Nhị là người đá giỏi nhất. Em ấy thường nghĩ ra nhiều kiểu đá cầu. Lâm Trí không thích vận động. Nè, đón lấy. Ngồi bên cạnh giúp bọn thiếp ghi điểm. Và lúc đó vô lo vô nghĩ, thời gian đẹp nhất. Đến tương lai là như thế nào cũng đều chưa từng nghĩ tới. Ta nhất định sẽ không tha cho bọn chúng. Ai mà nghĩ tới biến cố cứ lần lượt xảy ra chứ. Tới cô rồi. Nè, nay Hồng Nhị không còn nữa. Lâm Trí lại trải qua mấy chuyện đó. Nàng yên tâm, tuy ta không thể thay đổi được gì, nhưng ít nhất ta có thể lấy lại công bằng cho mọi người. Dương Quốc Trung, ta nhất định không tha cho hắn. Dương Quốc Trung thế lực hùng mạnh, Đông Lan chỉ có thể từ từ nghĩ cách, từng bước phải cẩn trọng, tuyệt đối không được gì thiếp mà liều lĩnh. Nói những điều này chỉ có chút bùi ngùi mà thôi. Mấy ngày trước thiếp ở ngoài tế thế đường đã gặp được Kiến Ninh Dương Điện Hạ. Ngài ấy hỏi thiếp có phải nhầm một bước sẽ không có cơ hội cứu vãn không. Thiếp chỉ thấy vui mừng. Đông Lan vẫn đồng ý cho thiếp cơ hội. Chúng ta chưa tới tình cảnh không thể cứu vãn. Nếu như lúc trước... Không có nếu như. Chuyện đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Người ta đã xác định, sẽ không dễ dàng buông tay. Điện hạ, Điện hạ, Điện hạ, có chuyện lớn rồi. Kiến Ninh Dương Điện hạ đã giết chết Thái Phủ Khanh Đậu Như Tri rồi. Giờ đã bị áp giải trước điện rồi đó. Sao có thể vậy được? Đàm Nhi không phải người giết người bừa bãi, chắc có hiểu lầm gì rồi. Kiến Ninh Dương Điện Hạ là ở trong thọ yến của Phùng Thượng Thư, với sự chứng kiến của nhiều người, đâm một nhát kiếm vào ngực Đậu Như Tri. Nhân chứng rất nhiều đã lập tức truyền tới tai của Thánh Thượng. Thái tử Điện Hạ cũng đã đi tới trong điện rồi. Điện Hạ mau đi xem, làm rõ đầu đuôi rồi hãy tính tiếp. Lý Đàm hiện nay đã đi theo nước cờ mà Lão Phu đã đánh ra rồi. Tốt lắm. Tiếp theo chúng ta hãy từ từ mà theo dõi. Lý Thục vì muốn cứu Dương đệ đệ của hắn, tự lập loạn thế trần. Tướng gia anh minh. Kiến Ninh Dương coi thường ý chỉ của bệ hạ, kháng thánh chỉ từ hôn làm nhục Đậu tiểu thư, khiến Đậu gia trở thành trò cười trong kinh thành. Kiến Ninh Dương lại không biết tội của mình, chỉ là vì tranh luận có vài câu ở trên tiệc mừng thọ của Phùng Thượng Thư, trước mặt tất cả quan khách ngang nhiên giết hại mệnh quan triều đình. Đã để luật pháp đại đường của ta ở đâu? Đã để uy nghiêm của bệ hạ ở đâu? Cái tên nghiệp chướng. Khởi bẩm phụ hoàng, vì tướng thẩm tra xử lý vụ án này hồ đồ, kết luận có phần cũng hơi võ đoán rồi.
trên buổi thọ yến người đông phức tạp, gia chạm chen lớn. Đàm Nhi ở trong tình huống lúc đó đã lỡ tay ngộ sát Đậu đại nhân. Chuyện này rất có thể xảy ra mà. Ngộ sát Thái tử điện hạ? Đậu đại nhân chết chưa bao lâu, người của Đậu gia than khóc quỳ ở bên ngoài kinh triệu phủ, chỉ mong đòi lại một sự công bằng. Thái tử điện hạ lại đổi trắng thay đen như vậy, vội vàng rửa tội cho Kiến Ninh Dương. Ngươi! Lời khai của triều thần, thị vệ, nô tỳ ở hiện trường đều chỉ ra Kiến Ninh Dương ác ý hành hung. Lẽ nào đây không đủ rõ ràng hay sao? Điện hạ có phải muốn đưa tất cả nhân chứng tới trước điện đối chứng từng người một sao? Đàm Nhi! Đàm Nhi! Kiến Ninh Dương, con còn có gì để nói nữa hay không? Đàm Nhi à, con nói đi. Con mau nói đi. Bệ hạ, Kiến Ninh Dương biết mình có tội, không còn gì để biện hộ, nhưng thái độ không nói không rằng, không muốn tranh luận như vậy. Sợ là ỷ vào thân phận huyết mạch hoàng tộc của bản thân, ỷ vào tấm lòng yêu mến của bệ hạ. Nhưng mà chuyện này tất cả mọi người trong triều đã xôn xao hết rồi. Nếu như không trị Kiến Ninh Dương theo luật, sợ là không dẹp được lời đàm tiếu của mọi người. Xin bệ hạ quyết định. Nghiệt chủng này quá là to gan, trẫm không thể bảo vệ. Áp giải nó tới đại lý tự, nên làm thế nào thì làm thế đó đi. Bệ hạ anh minh. Phụ Dương, Đàm Nhi đã bị áp giải tới đại lý tự rồi. Bệ hạ đang giận, con đừng có cuốn vào trong chuyện này nữa. Nhưng mà thời gian trước đó, bệ hạ làm chủ nó cũng dám ngang nhiên kháng hôn, bây giờ lại phạm tội lớn giết người nữa. Đậu gia hiện giờ quyết không tha thứ, bên ngoài thì có người dậu đổ bìm leo hả? Bệ hạ cũng phải có câu trả lời cho các bá quan trong triều, bản thân nó cũng không nói tiếng nào. Vậy thì bảo ta làm sao giúp nó được đây? Không lẽ Phụ Dương cũng tin rằng Đàm Nhi dứt đầu Như Tri bằng một nhát kiếm sao? Đây không phải là việc ta có tin nó hay không, mà là sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Con nói ta phải làm sao đây? Bây giờ chỉ có thể chờ bệ hạ niệm tình quyết mạch tình thân với nhau, tha cho nó một mạng thôi. Điện hạ gia đao. Điện hạ, bệ hạ nói sao vậy? Có thể nói sao? Tên đậu gia đó làm chuyện này trở nên xôn xao, quyết không tha thứ. Vậy là muốn lấy mạng của Đàm Nhi. Đậu gia đó không phải là họ hàng của nàng sao? Sao nàng lại không cố gắng khuyên nhủ vậy? Thiếp làm sao mà không có cố gắng khuyên nhủ? Nhưng mà có một số lời thiếp không tiện nói ra miệng được. Nàng khuyên rồi nhưng không có kết quả. Phụ thái tử trở nên tình cảnh bây giờ, nàng có còn thể diện nữa không? Hả? Điện hạ, chuyện này là do thần thiếp tự ý quyết định làm mối cho Đàm Nhi. Nếu không phải thần thiếp nhiều chuyện, sẽ không trở nên tình hình như bây giờ. Xin điện hạ thứ tội. Xin điện hạ thứ tội.
Điện hạ hãy thứ tội. Điện hạ, thần thiếp quả thật hổ thẹn với biểu tẩu, nhưng mà đạp nhi, thiếp đây thật sự không nhẫn tâm. Điện hạ, ta đã trách lầm nàng. Nhưng mà Ái Phi à, vẫn phải đi đến đầu gia, vẫn phải dựa vào nàng để khuyên giải bọn họ. Chỉ cần đầu gia mở lời thì lúc đó phụ hoàng mới có thể tha tội cho Đàm Nhi được. Đàm đệ, rốt cuộc chuyện này là sao? Là đệ tự làm tự chịu. Hôm đó đệ bỏ Lâm Trí, hôm nay thiên hạ bỏ đệ. Ta thực chất không từ bỏ đệ mà đi. Ta phúc thẩm nhân chứng hiện trường, tuy bây giờ tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với đệ, nhưng mà ta vẫn không tin rằng là đệ giết chết Đỗ Như Tri. Đỗ Như Tri là kẻ khốn nạn, không có liêm sĩ, tham ô vô độ. Đệ và hắn nhiều lần tranh cãi với nhau, ở triều giả trong cung cũng không phải là bí mật gì. Nếu nói đệ vì tranh cãi nhất thời mà giết hắn, tuy là người đời sợ hãi, nhưng mà cũng không có gì là kỳ lạ cả. Chính vì Đỗ Như Tri là kẻ bẩn thỉu như vậy, ta mới càng tin đệ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện này. Đệ thực chất coi thường máu của người này, làm bẩn bàn tay cao quý của mình. Dương huynh, có thể huynh nhìn lầm đệ rồi. Lý Đàm đệ không phải là quân tử gì cả, chẳng qua chỉ là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ vô tình mà thôi. Bình thường cũng là dựa vào sở thích của bản thân, mặc ý làm bừa. Đệ nhìn không vừa mắt Đỗ Như Tri nên đệ liền giết ông ta. Vốn tưởng là ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Gia Gia sẽ không sao cả, không ngờ là lần này Hoàng Gia Gia cũng không có giúp đệ nữa. Bây giờ ngay cả ta đệ cũng không tin đúng không hả? Đệ mau đem chân tướng sự việc này nói rõ ràng cho ta nghe đi. Không lẽ đệ muốn bị nhốt ở đây cả đời sao? Là đệ làm sai rồi, đây là việc đệ phải chịu. Dương huynh không cần bận tâm nữa đâu. Đệ càng nói những lời này, ta càng khẳng định được đệ có chuyện giấu ta. Chúng ta là huynh đệ, ta tuyệt đối không bỏ mặc đệ không lo, càng không cho phép đệ cam chịu từ bỏ giống như vậy. Được, nếu hôm nay đệ không chịu nói, vậy thì hôm khác ta lại đến hỏi đệ. Sau khi bị hạ hạ lệnh làm nghiêm, nhà họ Đậu liền mang quan tài của Đậu Như Tri đặt ở trong chùa Hoàng Phúc Tự, cũng không phát tang. Nói là phải đợi Kiến Ninh Dương Điện Hạ bị phán quyết xong rồi mới chôn cất. Dân gian còn có những lời đồn ác ý liên quan đến Kiến Ninh Dương và tổ chương cáo tội Kiến Ninh Dương ở trong triều gần đây. Người phía sau sai khiến đều là Đậu gia. Lòng muốn báo thù của Đậu gia hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng mà tung tin đồn để gia tăng tội danh, thủ đoạn này cũng quá bẩn thỉu rồi.
Điện hạ đến để cầu xin cho Kiến Ninh Dương sao? Hắn sỉ nhục con ta, giết phu quân ta. Đậu gia ta không đội trời chung với hắn đâu. Hơn nữa triều đình tự có pháp luật, tội giết hại quan viện chính tam phẩm trong triều là tội lớn, không phải lời của một người phụ nữ như ta mà định đoạt được. Đúng vậy, Đậu phu nhân là khổ chủ, tự sẽ đi tìm công đạo. Nhưng Đậu gia phí tâm sức như vậy gây áp lực cho triều đình, muốn ép Đại Lý Tự và Hình Bộ nhanh chóng kết án. Bổn Dương cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Có gì không thỏa đáng? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, vụ án này có gì còn có thể kéo dài hả? Đậu gia chúng ta chỉ muốn sớm đem hung thủ giết người chịu trừng phạt trước pháp luật, như vậy cũng sai sao? Đúng vậy, Kiến Ninh Dương thân phận tôn quý, còn có điện hạ chạy dây cho hắn, Đậu gia chúng ta thật sự khó mà đối kháng được. Không gây chút sức ép, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, công đạo khó cầu. Bổn Dương đến đây chỉ là muốn tìm ra chân tướng thật sự. Lần này đến đây là muốn khiến Đậu phu nhân cho Bổn Dương thêm chút thời gian, để Bổn Dương điều tra rõ ngọn ngành. Đậu phu nhân, Bổn Dương luôn cho rằng Đậu đại nhân lúc còn sống chỉ là có một chút tội của tham quan, mượn chức vụ tham ô mưu lợi. Thật không ngờ khi ta điều tra sâu hơn nữa, phát hiện Đậu đại nhân sở dĩ có thể ngồi yên ở chức vụ Thái Phủ Khanh đều do may mắn của ông ta. Mùi máu tanh đã dính trên đôi tay của Đậu đại nhân, quả thật khiến Bổn Dương phải kinh ngạc. Nếu như Bổn Dương đem những vụ án này đi điều tra từng cái một, vậy Đậu gia sẽ thế nào? Đậu phu nhân, phu nhân có biết tính quan trọng của chuyện này không? Đều nói Quảng Bình Dương nhân từ bác ái, không ngờ lại phải dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Đậu gia đã dùng cách không hợp pháp để ép buộc, vậy Bổn Dương chỉ có thể lấy đạo của người này để trị lại người này mà thôi. Vậy thì điện hạ muốn sao đi? Đậu phu nhân có thể yên tâm, giống như chuyện này là do một mình Đậu đại nhân làm, nay người chết thì đèn tắt. Bổn Dương cũng không muốn vạch trần ra nữa, liên lụy tới cả Đậu gia. Bổn Dương chỉ muốn Đậu gia hãy nhẫn nại mà chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng là được. Bộ dạng suy sụp này của ngài là làm cho ai xem đi? Lâm Trí sao? Ngài đừng nằm mơ nữa, Lâm Trí sẽ không có đến đâu. Sao hả? Ngài vẫn còn mong là tin tức bản thân xảy ra chuyện truyền đến tai Lâm Trí sao? Kích thích tỷ ấy nhớ ra ngài, sau đó không tính toàn hiềm khích trước kia chạy đến nơi này. Điện hạ, ngài quá đề cao bản thân rồi. Bây giờ chuyện này với Lâm Trí mà nói chẳng qua cũng là những tin đồn dân gian, không có gì khác biệt. Nghe xong rồi thôi, có lẽ còn không bằng tìm ra phương thuốc mới. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Vậy bộ dạng bây giờ của ngài là gì? Cảm thấy hổ thẹn với Lâm Trí nên tự hủy hoại mình, ngay cả tính mạng cũng không cần nữa. Ngài thấy có lỗi với Lâm Trí, cho rằng như vậy có thể bù đắp sao? Không phải, ta đã từng nghĩ như vậy. Sau khi Lâm Trí đi rồi, ta cũng không biết bản thân nên đi đâu về đâu nữa. Ta và Lâm Trí cũng không có thể trở về như trước nữa. Ta hận bản thân vô dụng, khiến nàng đau lòng đến vậy.
Thậm chí ta còn nghĩ chết đi cho xong. Nhưng ngày đó khi ở bờ sông nhìn thấy nàng ấy, ta phát hiện nàng ấy quên hết tất cả. Nở một nụ cười rạng rỡ như vậy, ta nghĩ đây là sự cứu rỗi của ông trời dành cho ta. Tẩu tẩu, ta vẫn còn muốn sống. Ta muốn dùng quãng đời còn lại của mình âm thầm bảo vệ cho nàng ấy từ xa, bảo vệ cho sự bình yên lãng mạn này. Ngài không hẳn yếu đuối như ta nghĩ. Nếu như ngài còn muốn sống, tại sao không nói một tiếng nào để nhận cái tội giết người này? Ngài có biết không, dương huynh của ngài cho rằng trong chuyện này ngài nhất định bị oan. Trong mấy ngày nay, chàng ấy luôn lo lắng bộ ba khắp nơi vì ngài. Chuyện mà ta giết Đậu Như Tri hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được. Xin tẩu tẩu chuyện cáo dương huynh, đừng vì chuyện của ta mà làm liên lụy bản thân huynh ấy. Ban đầu vì sự lỗ mãng của ta, dẫn đến ta và Lâm Trí không thể cứu vãn được. Nay ta không muốn làm liên lụy đến dương huynh nữa. Dương huynh ngài rất giỏi che khuyết điểm, lẽ nào điểm này ngài không biết sao? Nếu như ngài cứ tiếp tục nhận tội chết này, dương huynh của ngài dù có phải gánh tội danh khi quân phạm thượng cũng sẽ tìm hết mọi phương pháp cứu ngài ra ngoài. Trong triều có bao nhiêu con mắt dõi theo ngôn hành của chàng, chỉ mong muốn mau chóng bắt được điểm yếu của chàng, kéo chàng xuống. Ngài nhẫn tâm nhìn chàng vì ngài mà chịu liên lụy sao? Nếu như ngài vẫn còn muốn sống, nếu ngài vẫn còn chút bận tâm, thì ngài hãy nên trân trọng mạng sống của bản thân. Cho dù có chết thì cũng phải nên bỏ mạng vì người ngài trân trọng. Ngài có hiểu không? Là ta hồ đồ rồi. Tẩu tẩu nói rất đúng. Nếu như ngài đã hiểu ra rồi, thì mau kể rõ ràng chi tiết sự việc hôm đó ra đi. Hôm đó ta đã uống sai, bị lời nói của Đậu Như Tri khiêu khích thì ta rất là giận dữ. Ta chỉ là muốn hắn quỳ xuống xin tha, không hề muốn giết hắn. Chỉ là...